Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục với mạch nguồn các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi chi tiết vào mạch bảo vệ quá dòng trong TV. Thì cụ thể nó là cái mạch này các bạn ạ. Thì trước khi đi vào mạch quá dòng thì mình sẽ nói qua một chút. Tức là sau khi người ta đã thiết kế được một cái mạch nguồn chạy rồi các bạn, chạy tương đối ổn định rồi, thì người ta sẽ thiết kế những cái mạch bảo vệ. Trong đó có mạch bảo vệ quá dòng, là mạch bảo vệ quá áp, rồi những cái mạch bảo vệ nhiệt độ nữa. Thì đây là cái mạch bảo vệ quá dòng các bạn nhé. Tuy nó là một cái đường này thôi nhưng mà nó sẽ làm cho cái xung của chúng ta ở đây biến mất. Nó sẽ tác động thế nào đấy để cho cái xung này biến mất. Khi cái xung này không có thì sẽ bị mất nguồn các bạn nhé, không có dao động ra cho cấp cho chân G của Q2, thì lúc đấy là sẽ không có điện áp ra, cái này sẽ mất nguồn. Và để hiểu được nguyên lý làm việc của cái mạch bảo vệ quá dòng này thì mình sẽ ôn lại cho các bạn một chút kiến thức về điện tử số các bạn nhé. Một là mình đi vào cái mạch khuếch đại, mạch này gọi là mạch so sánh điện áp các bạn nhé. Thì có hai cái điện áp vào các bạn nhé. Đây gọi là V1, đây gọi là V2. Đây là cổng dương và cổng âm. Và có một nối ra các bạn ạ. Thì nguyên lý của cái mạch so sánh điện áp này là khi mà V, điện áp đầu vào V1 lớn hơn V2 thì điện áp đầu ra nhé, điện áp đầu ra hay gọi là Vout, Vout lúc này sẽ là ở mức cao nhé các bạn nhé, ở mức cao hay mức 1 đấy. Còn nếu như V1 mà nhỏ hơn V2 thì Vout của mình, đầu ra của mình lúc này là mức thấp các bạn nhé, hay là mức 0. Và một phần nữa các bạn, hai là trigger. Trigger trigger của mình thì có đầu vào, hai đầu vào là đầu R và S. R là reset các bạn nhé, còn S là set, là cài đặt đấy. Và có đầu ra là Q, đầu ra là Q, còn Q đảo nữa, tuy nhiên là mình chỗ này mình không cần Q đảo. Thì con trigger này hoạt động như thế nào? Nó sẽ hoạt động theo cái nguyên tắc sau các bạn. Thì đầu ra của Q lúc này là không các bạn nhé, đầu ra là không. Đấy. Đầu ra của Qn cộng 1 là không. Và nếu như mà đầu vào Rn là không, Sn là 1,
thì mình có đầu ra là mức 1. Hai cái trạng thái này là trạng thái bền vững các bạn nhé. Trạng thái của R bằng 1, S bằng 0 và trạng thái của R bằng 0 và S bằng 1 này là hai trạng thái bền vững, người ta gọi trạng thái bền vững của trigger. Và còn một trường hợp nữa là nếu như tác động cả hai chân R và S đều bằng 1 thì chân ra này người ta không xác định được, người ta không xác định được trạng thái. Có thể là có lúc thì nó ở mức cao, có lúc ở mức thấp, người ta sẽ không xác định được trạng thái. Và người ta sẽ cấm cái trường hợp này các bạn nhé, không để xảy ra trường hợp này. Thì người ta chỉ có hai cách tác động vào con trigger này thôi. Một là người ta tác động vào chân S, chân R. Hai là tác động vào chân S. Nếu như tác động vào chân R, R bằng 1 thì mình sẽ có QL cộng 1 bằng 0 nhá. Đấy, QL cộng 1 bằng 0. Nếu thằng này ở mức cao này, thằng này ở mức cao, mức 1 đấy, thì thằng này ra bắt buộc phải bằng 0. Hay là mức thấp đấy, bắt buộc phải bằng 0. Bất kể trạng thái lúc trước của nó là trạng thái 0 hay 1 nhá. Và cái cách tác động thứ hai là nếu như nó tác động vào chân S này đấy, thì lúc ý đầu ra bắt buộc vào 1, bắt chấp trạng thái trước của nó là 0 hay 1 các bạn nhé. Thì người ta sẽ ứng dụng hai cái linh kiện này vào các bạn ạ. Một là mạch so sánh điện áp và hai là con trigger vào, thì người ta sẽ thiết kế cái mạch bảo vệ quá dòng ở trong này. Mình xóa tạm chỗ này đi. Chân S của con Q2 các bạn nhé. Chân S của con Q2 để đưa vào mạch so sánh này. Sau đó đưa sang con trigger này. Thì nhá, khi mà xảy ra hiện tượng quá dòng, có nghĩa là dòng ở đây sẽ rất cao các bạn nhé. Dòng chảy xuống cao này. Dòng cao thì sẽ làm cho điện áp cao, đúng không các bạn? Y bằng U trên R mà. Đấy. Khi mà Y cao thì U sẽ cao, đúng không? Y tỷ lệ thuận với U. Thì làm cho điện áp ở đây cao các bạn nhé. Cao đưa về chân này. Đấy. Bình thường thì hai chân này nó không chênh lệch nhau nhiều các bạn nhé. Nhưng mà khi điện áp ở đây cao này, thì nó làm cho điện áp ở chân này cao. V cộng cao. V cộng cao thì điện áp đầu ra ở đây sẽ là mức cao các bạn nhé. Mức cao hay là mức 1. Đấy, mức 1. Đây, điện áp cao. Khi V1 lớn hơn V2 đúng không? Thì sẽ ra mức cao. Bây giờ mức cao đưa vào đây đúng không? Mức cao đưa vào đây. Thì bên này Q sẽ ra mức gì nhỉ? Mức thấp đúng không? Đấy, sẽ ra mức thấp. Đấy. Sẽ ra mức thấp và nó bền vững. Đấy, cái trạng thái này gọi là trạng thái bền vững của trigger. Và lúc này là sóng ở đây là mất các bạn nhé, nó không còn xung ở đây nữa. Và lúc này sẽ mất nguồn. Đấy. Tức là khi dòng ở đây cao này thì nó sẽ tác động làm mất xung ra. Bình thường thì nó có xung. Nếu như chạy bình thường thì lúc nào nó cũng ra xung như này. Nhưng mà khi có xảy ra
quá dòng cái thì là bắt đầu là nó đưa vào đây cao, làm mức giá ở đây thấp. Thấp có nghĩa là mất hết xung cao các bạn, còn xung thấp rồi. Đấy. Và lúc này mất nguồn thì mình không có nguồn ra. Cái trạng thái cuối này nhá, nó là cả nó cùng tác động vào chân S và chân R lên mức cao. Đấy, lên mức cao thì khi mà hai thằng này cùng ở mức cao thì cái chân Q này, cái mức ra người ta không xác định được, có thể là có lúc nó cao, có thể nó lúc nó thấp và nó cứ thế này xong lại xuống cái này, và người ta không kiểm soát được, người ta không kiểm soát được. Đấy. Người ta không kiểm soát được thì người ta sẽ cấm cái trạng thái này nhé các bạn nhé, cấm không cho xảy ra cái trạng thái như này. Bởi vì người ta cần là cần cái sóng xung vuông ở đây các bạn, xung gần vuông, và người ta kiểm soát ở chỗ này. Nếu để xảy ra cái trạng thái này thì có thể là nó sẽ mở một khoảng thời gian rất dài, sau nó mới đi xuống, sau nó đi xuống một tí, sau nó lại mở một khoảng thời gian rất là dài nữa, và như thế nó sẽ làm cho con này mở liên tục, mở liên tục, và sẽ gây ra chập cháy các bạn nhé. Khi con này mà mở liên tục mà thì điện áp ở đây sẽ dồn xuống đây rất nhanh và rất dễ lổ con này. Đấy. Cho nên là người ta sẽ cấm cái trạng thái này, cái trạng thái này, để làm sao đưa ra một cái xung đều đặn khi mà hoạt động bình thường. Còn khi mà xảy ra quá dòng thì người ta sẽ ngắt cái xung này các bạn nhé, ngắt cái xung này. Đấy. Ngắt cái xung này bằng cách là tác động vào đây là mức cao thì đây sẽ ra là mức thấp, mức không luôn, và nó cứ thế mãi. Đấy gọi là trạng thái bền vững của trigger.